Đây là 80kg cá dứa kho. Số tiền tài trợ từ nhóm bạn ở Mỹ 200 phần ha. Anh chị Biên Cao Hùng, anh Tuấn Tài, chị Jenny Trung, và 200 phần nữa của cô Thủy Nguyễn. Nhìn đã quá trời luôn. Hôm nay món này sẽ ăn chung với canh bầu nấu tôm. À, ba chục kg bầu. Là thao bầu nấu tôm ha. À, 30kg bầu. Rồi. Chọn lên đi bé ba. Chọn đi, chọn đi, chọn đi. Quấy đi. Đây là Ngô Quyền, quận 10. Kéo con chen lên chú ơi. Ok. Gửi đi chú Tuấn. Rồi gửi thêm phần đằng kia đó đi. Rồi gọi điện. Không có thông báo cho nó biết đường đi á. Rồi gửi chú phần cơm. Dạ chào chú. Bữa cái khăn với lại cái kem đánh răng xài tốt không chú? Dạ. Hôm qua tối con gửi chú kem đánh răng á, rồi cái khăn nữa, chú xài thấy tốt không? Dạ rồi, ăn chào chú nha. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 1 giờ trưa ngày 5 tháng 7 năm 2021. Đây, nhà mình đang kho cá dứa ha. 80kg. Hôm nay sẽ làm món cá dứa kho và canh bầu nấu tôm. Số tiền tài trợ 200 phần từ nhóm bạn ở Mỹ, anh chị Bianca Hùng, anh Tuấn Tài, chị Jenny Trung và cô Thủy Nguyễn gửi 200 phần nữa, tất cả là 400 phần ha. Đây là một phần của 80kg cá dứa. Đã chưa? Để kho từ từ. Đây là cái thao thứ hai. Và qua bên kia thao thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đấy, còn thao đây nữa là thao thứ sáu. Dạo này tình hình rất là căng nha, đi chợ Bình Điền mua cá rất là khó. 4 giờ khuya làm tới giờ này đó. Từ 4 giờ khuya. Mình đem bắt đầu cái này đã rồi mua. Rồi, chạm qua Vivo Corona. Đây bầu các bạn. Cái này bao nhiêu kg ngoài? 30kg bầu này. Rồi. Một mình mà Út mà ngồi cắt cái này chắc cắt tới chiều quá. Mực là hết rồi không? Chắc vậy. Chị đương lột tôm. Canh bầu nấu tôm. Dạ. Sĩ đi đâu hết rồi không biết nữa.
Ai nói chảnh mưa xuống hả? Bảo mà. Nó đã mưa liên tục mà. Từ ngày 5 tháng 7. Và đây là một phần cá dứa kho sau khi đã cho thêm hành, ớt và tiêu. Rất là mướt luôn, đậm đà. Và đây từ 4kg tôm lột ra còn khoảng độ 2kg. Bây giờ sẽ đem xay ha. Xay để nấu với canh bầu. Nhuyễn quá nó không ngon. Nhuyễn quá nó không ngon, vừa thôi hả. Và đây là 30kg bầu sau khi đã cắt xong. Rồi, trời mưa, 3 giờ chiều. Bắt đầu cho tôm vào. Bỏ cho bầu vô luôn hả? Quyền cho bầu. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá không? Quá trời. Ăn ngon. Quan kia cũng bị chín rồi. Cắt hành ngò, rửa xong rồi cắt hành ngò. Đây, sau khi cho hành lá và ngò vô. Không có.
thơm quá trời thơm. Đây Hải Thượng Lãng Ông, quận 5. Ăn cơm không cô chú? Ngay dưới chân cầu Chà Ba. Thương xá Đồng Khánh, đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Ở qua kia chú, cơm bên kia rồi chú. Rồi có một cô nữa đúng không cô? Chú nhìn hai phần là có thêm một cô nữa không? Cổ có ở đây không? Dạ rồi, tôi nhớ rồi. Đây bến xe Chợ Lớn. À, bến xe Chợ Lớn các bạn. Bắt xe vô lề cô ơi. Chị ơi em cho người vô gia cư rồi chị ơi, xin lỗi nha. Dạ. Đây đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 5. Còn khẩu trang không? Khẩu trang cho chú Bịch đi Minh. Chú lấy khẩu trang không? Dạ, không có nước, nước suối. Rồi cho cô Bịch khẩu trang luôn. Còn khẩu trang nè, cô tới đây ra lấy cô. Rồi rồi, gửi cô Bịch khẩu trang. Gửi chú bảo vệ luôn. Rồi chào chú. Rồi gửi cho chú đi. Rồi gửi cho chú. Chú nhớ đeo khẩu trang nha chú nha. Chú ăn chay trường, không ăn cơm và xin cho một người khác. Nhân viên vệ sinh. Rồi. Chú có khẩu trang hả chú? Nè, gửi cho chú Bịch khẩu trang nè. Đây. Rồi, chào chú. Rồi, nhớ đeo khẩu trang chú ơi. Và đây đường Hồng Bàng, quận 11. Rồi mình nhận xong mình đi ha. Ai nhận xong đi giùm con nha. Đi,
đi đi cô ơi, nhảy xong rồi đi ăn con cô. Đeo khẩu trang anh trai, đeo khẩu trang lên. Xuống vô trong rồi, xuống vô trong. Rồi mình đi. Đi góc giao có đường Hồng Bàng và đường Nguyễn Trãi, quận 5. Đeo khẩu trang lên cô ơi. Đeo khẩu trang lên cô ơi. Đeo khẩu trang lên cô. Cô, đeo khẩu trang lên. Rồi đi chuyền cho anh. Cơm cá kho chưa mở ra nó tanh ướt rồi. Rồi chạy. Ủa chú bên này qua đây hả? Mà không đeo khẩu trang chú? Không sợ hết trời. Cho khẩu trang rồi mà. Không, cơm cá kho. Được rồi, hai người một người. Xin hợp đó anh. Gửi cho cổ thêm phần cơm đi. Không, một hộp cơm đi. Không ăn nổi phần cá đó đâu. Bé làm gì ăn hết một cái cua cá lớn đó được. Rồi. Rồi. Rồi chào chị, chào chị. Bao nhiêu số luôn? Hồng Bàng cũng như Plaza. Để xe bò chó diện vô cho cơm mình đi. Kéo khẩu trang lên anh ơi, anh ơi, dạ. Rồi đi vô trong luôn, đi vô trong luôn, đi vô trong nhìn em đi, vô trong nhìn em. Vô trong nhìn con đi, ai cũng có hết trơn á. Rồi mỗi người một phần đi vô trong rồi, tuần tự đều có rồi, đều có phần, vô trong nhìn em đi. Đứng vô trong anh ơi. Rồi. Rồi cô ngồi đó đi xíu vô. Nè cô ơi. Rồi đi lại em con. Mấy cô ở trong kêu đợi lấy hết đi mấy cổ ra. Tự đều có mà sao cơm với cá kho nha. Cơm cá kho. Mẹ cái này cơm. Cơm với cá kho. Dạ. Ăn hết không? Ăn nghe chứ không có bỏ nó con. Rồi. Dạ chị. Rồi con. Đưa cho cô này hai phần đi Quy, hai phần. Cho cô ngồi trong đi kìa. Cái cô sẽ ăn là phát rồi nha. Rồi. Rồi con. Đúng rồi, khỏi chen. Rồi chào vô. Rồi đó mình đi. Hòa Hảo, Lý Tường Kiệt. Đứng xa xa đều có mà, từ từ hết sẽ phát thôi à. Đeo khẩu trang vô anh trai ơi. Lấy rồi, đúng rồi, lấy rồi.
đi. Vô vô trong này coi, vô trong này. Anh đã có lấy rồi. Đi Nguyễn Chí Thanh ngay khúc nhà máy bia Sài Gòn. Gửi cơm cho ông lão 80 tuổi mà. Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Rồi, mình đi thôi. Cô ha. Và đây bùng binh Lý Thái Tổ. Bao nhiêu số? Gửi cho cô một phần cơm đây đó là chú Tuấn. Đây nè, đây nè. Có lượng rác nè. Nhớ cổ có khẩu trang mà ta. Để lên xe thôi chú Tuấn ơi, để cho cổ cô cầm đi. Gửi cô phần cơm đó cô. Dạ rồi, chào cô. Đi 3 tháng 2 quận 10. Đây vẫn là 3 tháng 2 quận 10. Rồi, đứng đó đi, đứng đây rồi. Dạ, qua hướng bên đây đi chú. Dừng cơm đi anh. Gửi cho mỗi cô cái khẩu trang với mình khẩu trang. Mình đi thôi. Được rồi.
Chào chú. Dạ, chào cô. Hỏi ba má ở đâu? Ba má kêu ba má đến nhận. Ở đây chú cho ba má của con, kêu ba má con đến nhận. Kêu ba má đến nhận đi chú. Ờ. Đi băng băng ngoài đường nguy hiểm quá. Bồn binh công trường dân chủ. Bữa cơm cho chú đi. Khẩu trang được cứ đưa, đeo khẩu trang đâu chị ơi. Ôi, một phần cơm. Còn hai phần đây gửi vô Quy ơi. Ủa gửi cho chú cơm chưa? Dạ rồi, chào chú. Đây, Lý Chính Thắng, Lê Lợi. Hai vợ chồng nghỉ rồi, một phần ha, À, bữa nay có mình cô à. Dạ, chích mũi thứ hai ha. Vẫn là Lý Chính Thắng, quận 3. Qua đây phần nữa là anh luôn. Bữa nay bác mang cơm hả? Đó. Và đây là góc đường Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hôm nay cũng không có gặp chú bị kiếm thị và ung thư bột hồng. Như vậy là có khoảng độ 20 ngày không gặp chú rồi. Cô chú anh chị có gửi tiền lì xì cho chú, vui lòng liên hệ lại với Tùng Cấp. Xin cảm ơn. Và đây là góc đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận.
Chai rồi. Còn ba má con đâu con? Ba má đâu? Bởi vậy mới nói mà cho nó chạy xe nha, băng ngang qua đường. Đó thiệt luôn á. Ba mẹ sao mà. Không? Rồi ok, mình đi. Quay dẫn hai thằng quê ơi. Hai thằng chúng tôi. Rồi qua nhận cơm đi cô. Quay mai mốt mà thấy nít mà đến nhận cơm á hỏi ba má đâu nha. Có ba má mới vào. Rồi cứ để con mình chạy xe đi bộ ngoài đường, băng qua đường nhịn cơm. Mỗi người phần rồi chú ơi. Đem cho gửi cho chú Đặng. Hả? Chú Đặng luôn á. Đúng rồi, xe đạp đó. Đúng rồi, xe đạp. Ok. Quay luôn mà Đặng lên tục. Ờ, bữa nay có tiền bán vé số rồi. Quay về sao quay? Bán được nhiêu tờ anh? Bán được nhiêu tờ rồi? Chưa bán nhé nào. Thôi. Thôi ok mình đi. Ủa chú đó đâu rồi? Rồi nhận cơm đi chú, nhận đi. Dạ, qua qua nhận cơm đi chú. Dạ. Ăn gì con các bạn. Rồi. Dạ rồi, dạ. Và đây là Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Đi thôi Huy ơi. Rồi gửi chú hộp cơm đi. Đây Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh. Dạ không, mỗi người một phần cô ơi. Mỗi người một phần à. Rồi thôi mình đi Huy ơi. Không, bữa nay cô cho được mỗi người một phần rồi cô ơi. Dạ rồi. Không, con xin được một phần thôi, bữa nay con cho được một phần à. Quay lên chỗ rồi, quay lên.
với mẹ đi. Chị bán vé số á. Có cái hộp cơm dư không không? Cho hộp cơm thêm đi anh Lùng. Lùng. Dạ. Có hộp cơm không cho chị thêm hộp cơm đi. Đủ rồi hả? Dạ rồi thôi. Ở gửi cơm cho anh. Võ Thị Sáu, quận 3. Cô chú có phần cơm này hả? Là Võ Thị Sáu, quận 3. Dạ xong rồi anh. Dạ. Đưa đi anh Long. Đưa trước ba hộp đi. Đây vẫn là Võ Thị Sáu, quận 3. Tôi gửi con một bộ luôn. Khăn, cái bánh ăn bàn chải với một cái sắp khẩu trang ở trong á. Vừa lấy có một phần, còn có một phần nè. Hôm qua cho mấy chục phần cần, 90 mấy phần. Đâu, bữa giờ gửi 90 phần thôi. 92 phần hôm qua. Hôm qua gửi 92 phần cũng về. Còn bữa cho 170 phần. Nên còn có một phần nữa dành cho cô á. Rồi, tiếp tục đi. Đi góc đường Cách Mạng tháng 8 bằng Nguyễn Đình Chiểu. Đây Nguyễn Thái Học, quận nhất. Không, hỏi chị đi xe Attila mà. Chị ở cái này cho người vô gia cư thôi chị ơi. Dạ, này cho người vô gia cư thôi à. À, mình đi.
vẫn là Nguyễn Thái Học Quỳnh nhất các bạn. Chú chạy xích lô đâu cô? À. Rồi gửi chú Kiên phần nữa đủ. À mang luôn rồi ha. Rồi gửi cơm. Cô ở bên kia cô bốn phần ăn rồi, cô đến nhận nữa hả? Con thấy một hộp cơm quá trời kìa. Người ta cho bánh á. Cầm có hai hộp cơm, lấy hai hộp cá. Nhiều nhiều quá thì thôi đừng nhận nữa. Con thấy nhiều lắm rồi đó. Không có nhiều. Bánh với lại cá. Nhỏ nước cô gì đó. Em phải uống nữa đó. Thôi gửi đi Huy. Chú gửi chú phần ăn chú. Ủa bữa có cho chú khẩu trang đúng không? Quay lấy hai hộp Huy ơi. Không có đeo khẩu trang. Đây vẫn là góc đường Trần Hưng Đạo, quận nhất. Đây bán vé số, bán vé số. Ông ơi con gã ông một hộp ông ơi. Dạ rồi. Dạ rồi, dạ chào cô. Vẫn là Trần Hưng Đạo, quận nhất, sắp về tới quận 5. Thôi mình đi. Rồi ok mình đi. Đây Trần Hưng Đạo quận 5. Để bán vé số. Sợ băng qua đường. Vẫn quay lại luôn. Rồi thôi mình đi. Giờ có nhiều rồi. Anh ăn cơm không? Rồi anh. Chị bữa nay có nhiều rồi. Cá dứa ngon đó, ăn liền được. Cá dứa.
dưới đó muốn để ngày mai này về nhà phải hâm lại. Nếu mà chị muốn để ngày mai thì phải làm nóng lại, không để được. Về để làm nóng lại. Đây vẫn là Trần Hưng Đạo, quận 5. Đừng về chai. Chú ăn cơm không? Rồi chú kéo khẩu trang lên lấy nha. Dạ. Chú đang phần luôn kìa. Chú sớm cơm không? Rồi đây gửi anh phần cơm. Bữa nay anh bán được nhiêu tờ anh ấy? Bữa nay bán được nhiêu tờ rồi? Tôi bán được 55 tờ. Bữa nay chú là 55 tờ. 55 tờ. Kéo con trang lên giùm con đi bà ơi. Kéo khẩu trang qua mũi giùm con chú ơi. Mỗi người một phần rồi chú ơi, mỗi người một phần rồi đủ rồi chú. Không ơi, cái hộp đoàn bên đây con nào? Không. Chú thấy được rồi. Tiệm tu tóc. Rồi chào chú. Tô Châu Lý, Thái Hạng Hồ. Ôi. Ôi, con đã vô tô. Đây cầu Nguyễn Văn Cừ. Thank you.
là bến Vân Đồn, quận 4. Đây là bến Vân Đồn, quận 4. Wow, công đội nhìn qua đẹp quá trời. Đây dưới chân cầu Ông Lãnh. Qua qua đó nhận cơm nha chú. Qua kia nhận cơm, qua kia nhận cơm. Rồi qua kia đây, qua kia nhận cơm. Qua đây nhận cơm giùm em đi. Rồi bác đến kìa, gửi bán phần luôn. Chú kia không ăn. Rồi còn mấy phần. Để khôi trang lên chú. Giờ hết đủ đưa hết hết đủ sức để mà nói kéo khẩu trang nên là đeo khẩu trang nữa. Giờ hủ hám mệt rồi. Mình đi phát cơm từ 7:30 tối, bây giờ là 10:15 tối. Nói chung cả một ngày nó bận rộn các bạn, vì lý do này mà nhiều khi là những cuộc điện thoại có các bạn gọi đến á, nhiều khi Tùng không nhận được điện thoại. Bởi vì cái máy mà Tùng sử dụng để nghe điện thoại là cái máy Tùng dùng để quay phim.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp. Và xin cảm ơn nhóm bạn ở Mỹ, anh chị BNK Hùng, chị Jenny Trung, anh Tuấn Tài đã tài trợ 200 phần cơm tối nay. Và cô Thùy Nguyễn tài trợ thêm 200 phần cơm nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.